Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Màu sắc phong thủy 2019 cho tuổi Mùi, mọi điều tốt lành, vạn sự như ý. Lịch Nghề Tốt sẽ tiết lộ với các bạn độc giả màu sắc phong thủy 2019 cho tuổi Mùi có một năm rực rỡ thành công, đạt được những điều mình mong muốn nhé. Màu sắc phong thủy 2019 cho tuổi Mùi sức khỏe dồi dào, màu xanh lục. Theo tử vi chọn đời, người tuổi Mùi vốn là người có sức khỏe tốt, có thói quen sống lành mạnh, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ đâu ra đấy, thể dục thể thao tuy không nhiều nhưng vẫn có. Có lẽ vì thế mà trong những vấn đề cần quan tâm hàng ngày thì sức khỏe không phải là vấn đề cấp thiết nhất với con giáp này. Bước sang năm Kỷ Hợi, tử vi 2019 lại cho rằng tuổi Mùi cần phải đặc biệt chú ý đến vấn đề sức khỏe. Công việc trong năm ngày càng nhiều, theo đó thời gian nghỉ ngơi cũng bị cắt xén lại. Nếu không chăm sóc sức khỏe thì với cường độ làm việc như vậy, có khỏe mạnh đến đâu cũng dần dần hao mòn sức lực. Lịch Ngày Tốt tiết lộ rằng màu sắc may mắn năm 2019 của tuổi Mùi chính là màu xanh lục. Đây là màu sắc tốt cho sức khỏe con giáp này, giúp bản mệnh tránh khỏi tai họa bất ngờ, bệnh tật ốm đau, có sức lực để làm những chuyện khác nữa. Màu sắc phong thủy 2019 cho tuổi Mùi, tình duyên như ý, màu xanh lam. Con giáp này vốn là người sống nội tâm, không mấy khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng thực sự họ là những người rất chân thành, không chút giả tạo. Tử vi tình duyên 2019 của tuổi Mùi vô cùng thuận lợi, dù là người còn độc thân hay đã có đôi thì cũng đều có những phút giây thăng hoa trong tình cảm. Có vẻ như màu xanh là màu thống trị sự may mắn năm 2019 của tuổi Mùi, từ màu sắc xanh lục tốt cho sức khỏe đến màu xanh lam tốt cho tình duyên. Năm Kỷ Hợi này, bản mệnh nhớ dùng nhiều đồ, mặc nhiều trang phục có màu xanh lam để tình cảm lứa đôi luôn nồng thắm, say đắm nhé. Trong chuyện tình cảm, dù đối phương ở xa hay gần thì cũng đừng quên phải luôn luôn hâm nóng tình cảm, thường xuyên nói chuyện, tâm sự chia sẻ với nhau những điều trong cuộc sống, nhờ đó mà tăng thêm sự hiểu biết và thắt chặt tình cảm đôi bên. Có như vậy mới đưa ra được quyết định chính xác, tìm được người thực sự phù hợp với mình, có được cuộc sống hạnh phúc về sau này. Màu sắc phong thủy năm 2019 cho tuổi Mùi, tài lộc dồi dào, màu tím. Tuổi Mùi trời sinh là những người cực kỳ bị thu hút bởi tài lộc, họ sẵn sàng dùng mọi cách để kiếm tiền, nhưng về bản chất con giáp này là người lương thiện, nên khó làm những chuyện trái với đạo lý, trái với pháp luật để thỏa mãn ham muốn của mình. Tử vi tài lộc tuổi Mùi năm 2019 cho thấy con giáp này đang trên đà phát triển tốt, cơ may kiếm tiền không hề ít chút nào. Màu tím chính là màu sắc may mắn về tài lộc cho tuổi Mùi, giúp bản mệnh có được những ý tưởng độc đáo cùng với lòng quyết tâm, sự can đảm để đi đến mục tiêu cuối cùng. Khi nắm được bí quyết trong nghệ thuật kiếm tiền, con giáp này sẽ không còn thấy mọi sự khó khăn như trước nữa. Với sự hỗ trợ của màu sắc phong thủy 2019, bản mệnh sẽ đạt được những bước đột phá, bùng nổ mạnh mẽ mà ai nhìn vào cũng đều phải trầm trồ ngưỡng mộ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.